chúng ta đầu tiên thì công an chúng ta tính diện trở của dân tộc thì chúng ta dựa vào các cái giá trị định mức, tính các giá trị định mức, dựa vào giá trị định mức cái đèn một người ta đang cho là 6 V 2W thì chúng ta sẽ có là E là một bằng là U bình chia P U một thì là dùng mức một U một định mức bình phương chia cho P P một định mức có bình phương chia cho hai thì rồi tương tự như vậy chúng ta có R2 sẽ bằng là 6 bình phương chia cho 3 chia 3 là 10 3 nhân tiện chúng ta tính luôn cái y định mức luôn cường độ dòng điện tính luôn để khi chúng ta chuyển sang mô bên thì chúng ta sẽ so sánh cái cường độ dòng điện chạy qua này với cái giá trị định mức là trong khoảng vậy chúng ta có y định mức 1 y một định mức sẽ bằng là PGU nghĩa là 2 chia 6 thì bằng 1 phần 3 đó và y 2 định mức thì bằng 3 chia 6 và bằng 1 phần 2 0,5 A. Như vậy chúng ta tính trước luôn để sang câu B thì chúng ta so sánh và chúng ta so sánh cái cường độ này với cái cường độ chạy qua đèn với cường độ mức để xem đèn mà sáng mạnh thì sáng yếu hay sáng bình thường đó. Và bây giờ mắc vào một cái hiệu thế 12 V và hai bóng này nối tiếp thì chúng ta sẽ tính R nối tiếp R N bằng R đó một cộng ra chúng ta thấy số bằng là 18 cộng 40 đó rồi cái mặt nối tiếp thì chúng ta tính cái y y lúc này là bằng y một bằng y hai mắt nối tiếp mà đấy y một bằng y hai ba sẽ bằng u theo định luật ôm bằng u nhiều đó thì nối tiếp tức là 12 đi cho 30 đấy thì sẽ bằng 0,4 đó 0,4 thì chúng ta thấy cái giá trị 0,4 với cái giá trị 0,5 là nó đang bé hơn 0,5 như vậy là dòng điện này đang bé hơn y định mức 2 nhưng mà 0,4 1 phần 3 thì nó là 0,333 thì nó đang lớn hơn đúng không à, lớn hơn. Y định mức 1 vậy ta có là y y đang lớn hơn là y định mức 1 y 1 định mức nhưng mà lại bé hơn cho nên suy ra nghe này không sáng bình thường thì sáng bình thường thì nó bằng giá trị mức kẹt bằng giá trị đấy đèn này thì yếu sáng yếu đó à xin lỗi đèn này thì sáng mạnh tại vì nó lớn hơn giá trị mức nhưng mà đèn hai thì lại dễ à đèn này không yếu tại vì đèn hai càng 0,5 thì đèn hai mới sáng bình thường nhưng mà đặc biệt lúc này chỉ có 0,4 A. Dạ. Đó. Rồi. Đó là cái câu của B. Bây giờ chúng ta câu C. Đó là hãy chứng tỏ nó chúng ta mắc một cái biến trở vào. Đấy, thì để làm cho cái hai bóng đèn này sáng bình thường. Như vậy đầu tiên chúng ta nhận xét là hai cái bóng đèn này có cùng cái hiệu thế định mức là 6 V. Cho nên chúng ta có một cách thứ nhất đó là chúng ta có thể mắc vậy song song là mắc hai đèn này song song. Vì hai đèn này cùng việc thế là mức là sáu vôn đèn một 6 V thì mà cái tổng điện trở của cái mặt của luồng là 12 V như vậy là chúng ta sẽ bắt nối tiếp với một cái biến trở RB à, và lúc đó thì cái hiệu thế giữa hai đầu cái RB này 6 V 6 V cộng với 6 V thì là 12 V đó và dòng điện qua RB dòng điện qua RB sẽ là bằng I1 cộng với I2 ở hai cái nhánh này cộng lại sẽ bằng là IB yeah. Đấy, thì chúng ta có UB và IB tính được RB theo định luật Ohm và chúng ta có là cách một này cách một chúng ta có là
R1 mắt song song với R2 là đèn đèn một đó, đèn một song song với đèn hai đấy, là mắt nối tiếp với R biến trở thành R được chưa? Rồi thế thì lúc đó chúng ta sẽ có gì, lúc đó chúng ta có là chúng ta có là U1 bằng U2 bằng 6 vuông đấy, rồi UB cũng bằng 6 vuông đấy, mắt nối tiếp thì hai này cộng 6 vuông 6 vuông còn lại là 12 vuông để thỏa mãn mặt nối tiếp được chưa? Đó và IB thì sẽ bằng I1 cộng với I2, mà khi nó thỏa mãn cái giá trị 6 V có nghĩa là nó bằng cái điện thế định mức thì dòng điện sẽ là bằng dòng điện mức nha, mình sẽ lấy hai này cộng lại 1/3 cộng với hồi nhá 1/2 thì bằng là 5 rồi. Như vậy mình có IB và UB thì mình sẽ tính được và RB đi ra RB là UB chia cho IB đó tức là bằng 6 chia cho 5 bằng 6 là bằng 36 phần 5 đấy, em có thể bấm máy tính ra 36 phần 5 tức là bằng 7,2 ô đó. Rồi đó là cái cách thứ nhất, dạ cách thứ nhất. Rồi bây giờ chúng ta sang cái cách thứ hai, cách thứ hai, cách mắt thứ hai là các em thấy để là khi mà sáng bình thường thì cái dòng điện của đi qua cái bóng đèn này là 0,5, còn đây là 0,33 1/3 thì lúc đó, và thứ hai là cái 1/6 thu định mức của đèn 1/6 và đèn 2 cũng bằng 6, như vậy mình có thể bắt nối tiếp, mình có thể bắt nối tiếp cái đèn 1 với đèn 2 đèn 1 là nối tiếp đấy. Thế thì lúc này nếu mà mắc như thế này á thì nếu mà chiều điện thế của đèn 1 là bằng 6 V, đèn 2 cũng bằng 6 V đó thì nó sẽ không thể nào mà thỏa mãn, tại vì nếu mà như này thì y nó sẽ giống nhau, cho nên mà cái này y này nó đang lớn, nó đang lớn tức là nó đang là 0,5 đúng không, đang là 0,5 đó, mà cái y này nhỏ thì không được, nếu cái đèn này mà sáng bình thường đèn này là lớn quá, mà đèn này sáng bình thường đèn này là yếu đó, cho nên bây giờ mình muốn nó vẫn là 6 V nhưng mà dòng điện nó bé hơn, dòng điện đi qua đây vẫn là bằng 0,5. Đó. Cái hiệu thế này vẫn là bằng 6 nhé, này vẫn là bằng 6, đây là bằng 0,5. Nhưng mà cái này nếu mà bằng 6 thì ở đây chỉ có là 1 phần 3 thôi, đúng chưa? 1 phần 3 thôi, cho nên buộc là cái phần còn lại chúng ta sẽ chia nó xuống cái nhánh dưới này để cho nó chạy qua cái biến trở R, RB. Đó, biến trở RB lúc này cũng là 6 V, đấy cũng là 6 V. Và cái dòng điện đó, lúc đó là 0,5 trừ đi 1 phần 3, chạy xuống chỗ IB, IB. Đấy, đó là cái cách thứ hai. Như vậy vẫn thỏa mãn điều kiện là gì các em? Cái U2 vẫn là 6 V, U1 vẫn là 6 V, và cộng lại vẫn là 5 V. Và dòng điện thì vẫn là 0,5 tới đây, chia qua đây 1 phần 3, xuống đây là 0,5 trừ 3. À, như vậy cách 2, cách 2 chúng ta sẽ có này. Cách 2. Đấy, thì chúng ta sẽ tính cái UB thì nó bằng U1 nha các em, bằng 6 V. Còn cái IB thì chúng ta sẽ lấy I2 trừ đi I1. Cái cách mắc của cách hai thì ghi như này nhé, tức là đèn 1 sẽ mắc song song với RB và mắc nối tiếp với cái gì đấy, đèn 2. Đấy, chưa? Rồi, như vậy ở đây chúng ta trừ ra 0,5, chúng ta trừ đi 1 phần 3. Rồi em bấm máy tính thì sẽ bằng là 1/6, ghi ở đây luôn nhé, 1/6 A đó, thì ở đây chúng ta sẽ suy ra được RB sẽ bằng là UB chia cho
Pi B tức là 6 chia 1 bằng 6 thì nó bằng là 3/6. Đấy, như vậy chúng ta có hai cái cách bắt để cho cái đề một này sống được. Đó, và mỗi cách bắt thì giá trị của RV khác nhau. Với cách bắt trên này thì chúng ta có RV bằng 7,2 ohm, nhưng mà với cách bắt thứ hai thì chúng ta có RV bằng 6 ohm. Vậy thì chúng ta dựa vào các cái số liệu mà người ta ghi trên cái bếp này thì đó chính là cái hiệu thế định mức và cái công suất 220 V và công suất định mức của bếp này là 800 W. Là khi nó hoạt động bình thường thì các giá trị đúng như giá trị định mức thì bếp sẽ hoạt động bình thường, và nếu như mà nó yếu hơn thì nó sẽ không hoạt động với nếu mà chúng ta mất nó vào vị thế yếu hơn thì nó hoạt động yếu hơn 220 V, nhưng mà nó sẽ không có đạt được cái công suất tối đa 880 W. Còn nếu chúng ta mất vào một vị thế mà lớn hơn thì nó sẽ hoạt động mạnh hơn, thì nhiều khả năng nó sẽ cháy thì dễ bị hỏng về. Nên tốt nhất là chúng ta dùng điện 220 V. Đó là cái công dụng của chúng ta. Đấy, thế thì người ta hỏi là cần dùng điện thế bao nhiêu, thì chúng ta trả lời là đó là chúng ta phải dùng ở cái điều kiện thế là bằng điện thế đấy. Thứ hai hỏi là lúc đó thì cái dòng điện sẽ là bao nhiêu, vậy lúc đó chúng ta cũng có quy định mức luôn nha, thì nó đúng định mức thì chúng ta phải đúng luôn là bằng quy định mức chia cho đấy, chúng ta có 80 chia cho 220 thì sẽ bằng 4 thằng 7. Dạ, đấy, 4 thằng 7. Rồi, đó là cái câu này. Bây giờ chúng ta sang câu B, tính điện năng trong 3 giờ. Chúng ta chỉ việc dùng công thức là A bằng là P nhân với T bằng A. Thì tính luôn cái này, thì đổi ra là 0,88 kWh, thì chúng ta sẽ dùng theo đơn vị là kWh luôn ha. Mà chúng ta sẽ có là 0,88 mà nhân với 3 giờ. Đấy, thì chúng ta sẽ có là 2,6 được. Đấy, 2,6 kWh. Đó, chúng ta sẽ theo đơn vị kWh luôn. Câu C, chúng ta để tính công suất hao phí và chúng ta nói là biến thành dạng năng lượng. Thì một cái bếp thì cái dạng năng lượng chủ yếu của nó là tỏa ra nhiệt lượng biến điện năng thành nhiệt năng. Đấy, và một phần quan này để các năng lượng điện năng biến đổi thành gọi là chuyển hóa đó. Đấy, nhiệt năng rồi. Thì chúng ta tính công suất hao phí như vậy, chúng ta dựa vào cái hiệu suất là 80%, như vậy suy ra là cái hao phí sẽ chiếm 20%. Như vậy mình sẽ lấy cái công suất còn phần này nhân 20% thì nó sẽ ra cái công suất hao phí như này. Đó, vậy có cái công suất hiệu suất từ cái hiệu suất là 80%, thì mình suy ra hao phí năng lượng hao phí là 20%. Đấy, như vậy chúng ta sẽ suy ra được là cái công suất hao phí sẽ bằng 20% của cái công suất còn phần, là chúng ta lấy 20% chúng ta nhân với lại 880. Đấy, thì sẽ bằng là 20% nhân với 880. Mình sẽ bằng là 176 W. Đó, cái công suất là bị.
Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với bài 14.10 kia. Đấy. Thì khi chúng ta mắc vào biểu điện thế 220V và dòng điện chạy qua là 250 mA thì mình sẽ tính được cái điện trở theo định luật Ohm. À, ta có điện trở R sẽ bằng U chia I. À, 220V chia cho I, các em nhớ đổi à, 250 mA ra là thành 0,25. Thì cái này sẽ ra là 80. à, 808. Đấy. Và công suất thì mình sẽ dùng là P bằng U nhân okay. Đấy. 220 mà nhân với 0,25 thì bằng 80. Vậy chúng ta đã tính được công suất và điện trở của cái vấn đề này. Câu B là sử dụng bóng đèn này trong 5 giờ à, trong một ngày, tính điện năng và số tiền à, chúng ta tiêu thụ trong một tháng, định vị joule và công tơ điện, tức là để tính theo kilowatt giờ. Đầu tiên chúng ta sẽ tính theo theo joule. Đấy. Theo joule thì chúng ta có cái công điện năng thì chính là bằng P nhân với T. À, joule thì chúng ta sẽ dùng cái đơn vị thời gian là giây và công suất là watt. Như vậy sẽ bằng 55. Đó. Mỗi ngày thì dùng 5 giờ, 5 giờ này chúng ta sẽ đổi ra giây bằng cách là nhân với 3600. À, 3600. Và 30 ngày nữa nha các em, nhớ nhân 30 ngày tại vì người ta đang hỏi là 30 ngày. Đó, các em nhân hết vào. Các em nhân hết vào. Thì nó sẽ ra là theo đơn vị là joule. Đấy. Rồi, chúng ta bấm máy tính xem nào. Chúng ta có 55 nhân với 5 nhân 3600 nhân với 30 thì nó sẽ ra là 29.700.000. À thì số này cái này được chó là 29.700.000. Đúng. Đấy. Rồi. Kilowatt giờ thì chúng ta sẽ chia cho 3.600.000 để nó ra là kilowatt giờ kìa. Đấy, chia cho 3.600.000 thì nó sẽ ra là 33 phần 4 hay là bằng 8,25. 8,25 kWh. Đấy. 8,25 kWh nha. Thì chúng ta nha. 8,25 kWh. Đó. Rồi. Đó là cái số số điện năng tiêu thụ trong một tháng mà chúng ta tính theo đơn vị joule và kWh. Bây giờ số tiền ha. Số tiền. Số tiền thì chúng ta chỉ cần nhân thêm 1.000 đồng vào thôi. Thế thì mỗi kilowatt giờ là 1.000 đồng. Thế thì 8,25 kilowatt giờ thì chúng ta sẽ lấy 8,25 nhân với 1.000 thì sẽ ra là 8.000. Đấy. Thế là số tiền mình sẽ trả cho cái bóng điện này trong một tháng. Rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài 14.10. Ở 14.10 thì ở câu A chúng ta vẫn đang mắc song song kem, mắc song song thì chúng ta có nhau mặt A 11 cộng 11 nhé. Đó, mắc song song thì chúng ta sẽ tính được R là song song đúng không nào? R là song song thì bằng là R1 nhân R2 chia cho R2. Ta thấy số vàng thì R1 là 60 và R2 là 120. Thì sẽ bằng là 40 ohm. Có R và có Y toàn mạch thì mình sẽ tính được cái U chuyển thế. Mạch ta U là bằng Y. Đây thì ghi là RS đây ha, nó dễ. Y nhân với RS. Đó, Y này là IS luôn. Khi mình bắt con sau. IS nhân RS. Thì sẽ bằng là, theo đề bài cho là 1,8 A. Chúng ta nhân với lại 40. Đó, thì sẽ bằng là à, bằng 72 V. Và công thức là P bằng y bình thường R
bình phương nhân với là 1/8 bình phương nhân với 40. Đấy. thì sẽ bằng là Em bấm 1,8 bình phương nhân với 40. Thì là bằng 129,6. Đấy. Đó là câu câu B. Câu A, xin lỗi, đó là câu A. Bây giờ chúng ta sang câu B là tính cái cường độ dòng điện của mỗi điện trở. Thì em thấy chúng ta có U rồi. Và hai đèn mà mắt song song thì sẽ cùng với U. U1 với U2 bằng nhau và bằng 72. Cho nên mình chỉ cần lấy là gì? I1 thì bằng U chia R1, I2 bằng U chia R2 thôi. Đó. Như vậy chúng ta có I1 bằng U chia R1, tức là 72 chia cho 60. Đó. 72 chia 60 thì sẽ bằng là 1,72. Cái I2 thì chúng ta có thể tính là hai cách. I2 thì các em có thể lấy I trừ đi I1. I trừ I1 tại vì mặt song song á thì tổng hai cái I của hai nhánh sẽ bằng I không mặt chính. Cho nên mình lấy là 1,8 trừ đi 1,2 là 0,6. Hoặc là em có thể tính theo cách là mình tính theo cách này, tức là chúng ta lấy U2 chia R2, U chia R2 tức là 75 chia cho 120 thì nó sẽ ra là 6,7. Đấy. Rồi. Đó là câu B. Bây giờ câu C là nếu hai điện trở này mắc nối tiếp thì công suất tiêu thụ sẽ như thế nào so với khi mắc song song? Đó, U vẫn không đổi. Mắc nối tiếp thì mình sẽ lấy R1 cộng R2 thôi. Và U không đổi thì mình sẽ lấy là U bình chia R nối tiếp. Đó, chúng ta có R nối tiếp mà R1 cộng R2 tức là 160 cộng 120 thì sẽ bằng là 180. Đấy, và suy ra cái P khi mà mắc nối tiếp. Đấy, đây là P, P song song thì ghi là PS để phân biệt cái P. Như vậy sẽ bằng U bình chia R. Chúng ta lấy 72. Vì người ta cho là vì thế không đổi thì mình sẽ lấy luôn như 72 trên câu này. Các em hiểu không? 72 được luôn. Chia cho 180. Đó. Thì kết quả sẽ bằng là 28,81. Đấy, và người ta yêu cầu so sánh thì mình có thể lấy cái công suất mà khi mắc song song tức là 129,6 chia ra đây à. Đó. Vậy chúng ta có là 129,6 mà chia cho 28,8 thì nó sẽ bằng là 4,5. Đó, như vậy ở đây chúng ta suy ra P song song là 4,5. Về tiếp là trong trường hợp mắc song song thì công suất nó sẽ lớn gấp 4,5 lần trong trường hợp mà chúng ta mắc nối tiếp. À. À. 24.12 thì chúng ta có cái mạng điện gia đình đó là bằng 220 V. Nhưng mà cái bóng đèn thì nó chỉ có 100 V thì chắc chắn là chúng ta không thể nào mà mắc ba cái bóng đèn này song song vào được. Thì bắt buộc chúng ta phải, nếu mà mắc song song thì mình phải mắc nối tiếp nó thêm một cái biến trở R nữa. Hoặc là bây giờ mình sẽ tách ra thành hai nhóm. Một nhóm là có một cái bóng đèn, một nhóm kia là sẽ có hai cái đèn song song. Đấy thì đảm bảo là cái điều thế và mỗi bóng đèn đều là bằng 110. 110 cộng 110 là 120. Đó. Đấy. Như vậy. À, cái cách cách một ha, thì chúng ta sẽ mắc là cái đèn nào, và chúng ta để mà biết được cái đèn nào mắc song song với đèn nào còn lại, đèn nào mắc đứng nối tiếp đứng mình đó nối tiếp, thì chúng ta phải tính cái cường độ dòng điện của nó. Đó, thì cái bóng đèn mà có cường độ dòng điện lớn nhất đó, thì nó sẽ đứng một mình, còn hai cái nhỏ hơn thì mình sẽ cho nó mắc song song với nhau để nó cộng lại mà không đấy. Và đương nhiên là mình phải xem thử là cái cường độ dòng điện định mức của các cái bóng đèn này khi mà tính ra nó có thỏa mãn cái mặt này không nữa. Đó. Rồi bây giờ thế thì mình sẽ tính trước nha nghe. Mình sẽ tính trước. Như vậy đầu tiên mình sẽ tính cái I định mức một trước.
thì các em thấy nó là 110 và 40W thì chúng ta sẽ có là 40 chia 110. Đấy. 40 chia 110 thì sẽ bằng là 4 phần 11. Đó. 4 phần 11 thì nó sẽ khoảng là 0,36 0,364. Đó. Đó, gần bằng. Rồi, khi định mức 2 thì sẽ bằng là cũng cũng bằng y định mức 1 luôn nhé, y định mức 2 và y định mức 1 là giống nhau. Cho nên mình sẽ cần mình tính thêm cái số 3 thôi. Đó là cũng 100V nhưng mà nó 80W. Vậy 80 chia 110V là 110V. Đó, thì nó sẽ gấp đôi cái này và nó sẽ là 8 phần 11. Đấy. Thì nó sẽ gần bằng là 0,73. Đó, và các em thấy là nó gấp hai lần cái y định mức một không? Được chưa? Gấp hai lần 8 phần 11 gấp đôi cái này. Đó. Rồi, chỗ này thì chúng ta có thể không cần phải ghi cái này ra cũng được em. Không cần ghi cái số lập phân ra, con nó sẽ dẫn đến cái sai số, để nguyên cái số phân số luôn ha. Để nguyên phân số luôn. Đó. Rồi. Thế thì dựa vào giá trị này chúng ta sẽ thấy nó sẽ thỏa mãn nếu chúng ta mắc hai cái đèn này song song thì tổng cái dòng điện của hai đèn này hai nhánh cộng lại nó sẽ là ra 8 phần 11. Đó, 4 phần 11 cộng 4 phần 11 sẽ ra 8 phần 11. Như vậy, chúng ta sẽ mắc cái đèn số 1 và số 2 song song với nhau. Đấy. 1 2. Đấy. Cái đèn số 3 chúng ta sẽ mắc nó từ một cái thứ ra. Đó. Thì lúc đó đảm bảo cái này 110V, cái này, đoạn này 110V cộng lại là 220. Đó. Và cái dòng điện trong này là điện trong này là 4 phần 11 cộng 4 phần 11 thì ra 8 phần 11. À, đấy. Này 4 phần 11. Yeah. Đó thì thỏa mãn thì việc phải nói là ba đèn trong sáng tương tự đúng không? Đấy. Như vậy lúc đó chúng ta suy ra là đèn một sẽ mắc song song với đèn hai và mắc tiếp với đèn ba. Đấy. Song song đèn hai mắc tiếp với đèn. Rồi. Đó. Khi đó thì chúng ta mắc vì mắc song song cho nên chúng ta sẽ có U1 là bằng U2 và bằng 110V. Rồi là I1 bằng I2 bằng là 4 phần 11 amp. Đó, rồi I3 sẽ bằng I1 cộng I2 thì sẽ bằng 8 phần 11 amp. Tức là tất cả các giá trị đều bằng giá trị mức. Đúng không nào? Đấy, chỗ này chúng ta ghi thêm nữa là U3 nó sẽ bằng 4 bằng 110V luôn. Tức là bằng 220 trừ đi cả 10 đó. Đó. Thì đương nhiên là đèn này. Tức là chúng ta chứng minh là những cái giá trị mà qua đèn lúc đó các giá trị mức là sáng được. Đấy, đó là cái cách một. Cách hai thì chúng ta thấy rằng này. Cách hai thì người ta nói là ba cái đèn này mắc song song. Chính là câu B ha, chính là câu B. Đấy. Câu B đây là thì ghi lại cái này là câu A đây đó. Câu B chính là cách hai là câu B đó. Đó. B. Tức là mắc ba cái đèn này song song. Ba đèn song song thì thế của nó chỉ là 110 thôi, lúc nó sáng bình thường. Thì bây giờ muốn mắc vào 220 thì đương nhiên chúng ta phải bắt nó mới nối tiếp với một cái biến sợ. Đó. Cái đèn một. Đèn hai. Đấy ba này mà xong xong đó thì bây giờ phải bắt nó vào một biến trở để làm gì, tại vì bây giờ hiệu thế của cái mặt song song này mới là 110 thôi. Đấy thì bây giờ cái hiệu thế ở hai đầu biến trở này phải là 110 nữa đúng không nào, để nó cộng lại là ra 220 và cái dòng điện mà qua cái mặt chính bây giờ chạy qua cái biến trở sẽ bằng tổng ba cái I1 I2 I3 đó, mà I1 I2 I3 chúng ta có luôn 4 phần 11 4 phần 11 và 8 phần 11 ta cộng lại thì nó sẽ ra là 16 phần 11. Dạ, mình có U có Y thì mình tính được R về. Đó. Đấy. Như vậy chúng ta có câu B. Thì mình lớp 8 mình sẽ thấy là gì đây? Khi đó thì chúng ta có U B sẽ bằng U trừ đi U đèn.
Ok, thu song song đi, thu cái đoạn song song đó. À, 220 trừ 110 là còn tổng số. Rồi, IB thì sẽ bằng I1 cộng I2 cộng I3. Và ba này mình sáng được gương thì nó sẽ lấy cái giá trị mức để chúng ta cộng vào thì nó sẽ ra là 16 cộng 11 thằng. Đấy, và từ đây ta suy ra cái NB thì sẽ bằng UB chia cho IB. Đó, UB chia cho IB. Chúng ta lấy là 110 mà chia cho 16 phần 11 à 75 phẩy 65 tức là 65,8 đấy bằng 8. Đấy như vậy chúng ta phải mắc một cái điểm trở có giá trị là 75,65 nối tiếp với cái bộ ba vấn đề này để ba vấn đề này sáng được rồi.